Ok, chào mọi người. Hôm nay lại quay trở lại một cái tựa game mới. Đến với tựa game mới nào. Đây là con game mà. Ok. Ok. Mình lock à. Ok, tiếp tục. Trận này tôi sẽ trả thù, trận trước là tôi bị lag thôi. Mày không chơi gì? Để tôi còn tránh, đỡ bị trùng bài, đỡ bốc khó. Tiểu Tam chơi xuyên à. Tiểu Tam chơi chôn à? Tam mới chơi à. Oh jeez, fuck. Nhìn bài con này muốn đổi rồi đấy. Bán sâu hai này là đấu chơi trồn, nhớ định chơi trồn, cứ trận nào à, chơi Gobin nữa. Cứ để ý cứ trận nào mà chơi Gobin, y như rằng lát. Con đây đừng bảo thích mình nhá. Thích cái gì? Hả? Cái gì? Có gì đâu. Nani? Cứ trận nào chơi trồn nó y như rằng lát. Chẳng hiểu sao. À chơi Gobin là y như rằng lát. Lắp ra bò, trận này có vẻ nhiều đồ. Trận trước đánh 3 round đầu không ra một cái đồ nào, trận này ra 4 đồ rồi. Tòng. Tòng. Hải Vương quyền trượng. Và đây, cô đã chết 4-3. Đẹp cho ai. Toàn. Cái này coi. Cái này là động. Nếu hiểu sao cái gì vậy? Cái này là orc thì mà nói là động. Đéo hiểu sao động cái đéo gì. Bài óc thì nó ghi là động. Này thì đạo ấy. Quên mua con này không nhỉ? Ba này. Trận này mình có thể mình sẽ chơi chôn. Đâu thì bài ngày đã có con cấp 2 rồi sao rồi? Trời ơi, đánh đầu quá. Rồi ôi trời ơi. Cái bài này khỏe thế, bài ai đấy? Tiểu Tam khỏe thế. Tèo. 20k nữa. Xuống ngay tức. Ông chơi bài Demon này thì ông cố gắng ông kiếm cái bài gì nó tanh tanh ấy. Con Demon này mình có cân đam rồi. 40 bài cấp này cho con này lên cho chuất. Bài mình yếu quá. Tòng. Ôi là gặp ứng hiệp ạ. À. Bài ông chơi bài gì này? Bài hiệp pháp sư à? Pháp sư thì ông cố gắng kiếm được con này đấy. Pháp sư cố gắng kiếm được con điện đấy, cái con gửi điện đấy. Đánh.
cần gì gửi điện đâu. Tăng 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 tăng. Con này thôi mình không lên đâu, con này về xong mình chẳng bán đấy, mình cũng không mua nhiều gì đâu. Tăng 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 tăng. Trận này tôi sẽ top 1, không nói nhiều. Ông không này top 1. Bao xin với cái vị. Cho dù thua không để về ông mạnh 1. Nhận hồi sinh lực. Để ai nào không để ông mạnh top 1. Tiểu Tam cú lên. Đơn về ông đi chiếm 1. Tăng 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 tăng. Thôi bây giờ cổ cho Tiểu Tam để không bị cấp. Cái thằng phi diều ấy có cảm giác phi yếu nhỉ. Chả được bao máu à. Tam mới chơi à, Tam chưa biết chơi đâu. Lần này ông mạnh tốt ngon. Ông ấy top 2 rồi kìa. Top 2 với top 1 còn xa nhau lắm. Ôi bài mình có vẻ đang nuôi nhiều quá rồi đấy. Có vẻ không ổn đâu. Mấy cái bài nuôi nhiều quá này về sau là sẽ thiếu tiền đấy. Không đùa. Khả năng mình sẽ phải chỉ nuôi một con thôi. Bởi vì về sau mình có 3, 4. Đây là 1, 2, 3, à, không được 4. 4K 4K là 5. Ờ à, lỗi. Mình không nuôi nhiều cái này, sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Bỏ một con đi thôi. Bỏ một con đi để lấy thêm tiền. Này thì mạnh. Ơi tới 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 tới. Tiểu Tam top 1 kìa. Giờ vẫn 100% máu. Ôi may quá mình vẫn win ạ. Cái thằng con ấy, cái con hồi mana nó yếu lắm. Con hồi mana. Ui, mẹ bay nó sao con liên tục rồi. Tăng 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 tiểu tam thôi vẫn giữ tiền thôi phát là toàn nó vô mô ở chân rồi nhà nó đang đấu với ông mạnh. Tôi đang đấu với cái thằng Wata, nếu hiểu. Nó khỏe quá không ạ? Thằng cũng đang chơi chôn này thôi, nó chơi chôn không ạ? Mày chôn với tao ạ? Mày chôn với tao này. Chôn với tao này. Ông mạnh nó một rồi. Đạo là bất bại. Đạo ơi, cố lên đừng để ông mạnh đúng không? Oh shit. Đạo ơi, cố lên. Lành đúng không phi đạo. Ủng hộ đạo top 1. Toàn 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 tôi chưa gần top 1 đâu, đạo cứ lên top 1 đi. Toàn 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 toàn. Ông nhắn chứ mục tiêu của ngài ấy á, tìm lý chơi đều lùi. Toàn 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 toàn. Mày mày hoàn ạ, mày nhỏ này. Lại nhẫn khôi phục ạ. Nhẫn khôi phục mà ghép là cái gì? Sao không đánh chết không mạnh? Đạo ơi, lên ngọc đi, chắc chắn lại sẽ thua. Tưng 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 tưng. Vứt thêm cho ngài đi, về sau nó lên. Bài thế tôi trông thế thôi, yếu lắm, không còn gì có gì đâu. Bài kiểu cầm hơi mà phế vật mà yếu. Mấy con quan trọng thì vẫn chưa lên được cấp 2. Lại gặp cái thằng vua, à thằng này, thằng khác. Mày nhờ thế nào. Cù trọng xoay đó. Cù trọng xoay.
đánh nó. Đánh chết. Cô trọng xoay. Toàn. Tam giết được ai? Hiệp sao rồi? Tam giết được hiệp hả? Hiệp đánh bài này là bài pháp sư à, khá ổn ở đây, bài pháp sư mà con như này cũng là có đấy. Đạo thì chắc là định chơi ấy à? Đạo định chơi Assassin hoặc Hunter đấy mà kiểu nửa vời này. Ôi. Oh fuck. Shit. Khả năng là cho con này về đi. Tô. Cho con ấy về mình vẫn đang đủ hai ấy mà, hai orc mà. Mày quá, gọi sói trước khi chết là ngon rồi. Trước khi chết mà gọi là con sói là ngon rồi. Cố lên, mày. Sống lại đi mày. Sư. Cú trọng xoay bọn nó. Đây là tiểu tam thắng mình kìa. Úi xồi ôi, pha lia diều. Ôi bài gì thế này, trời ơi, bài ơi là bài. Ta. Ui gặp bài ông hiệp à? À đều hóa sói được là ngon rồi. Cứ nhìn được hóa nó sói là ngon. Sao ông hiệp không thấy con. Bài pháp sư ban đầu yếu lắm. Nó không có tanh ở bài, ông phải kiếm mua được tanh đi. Chứ bài pháp sư mà không tanh thì phế lắm. Mình đang tính đến chuyện bán con này đi. Không phải đùa đâu. Bởi vì thực sự bài mình đang đủ ấy rồi. À không, về sau mình phải bán con phi diều đi mà. Nên là mình vẫn dùng A-xe thôi. Đạo ơi, đánh mại ông mạnh đi. Sao để ông nghĩ tốt mô kia. Mình tay chân như quá. Tôi sắp mất top 1 rồi, tôi sắp thua rồi này. Úi dồi ôi, con này khỏe quá. Ui, bài Asin kinh quá. Đánh đầu thế. Gặp SZ Wood, ông đánh tan nhà tôi rồi. Này thì mạnh. Tốt lắm đạo, cố gắng lên. Đây rồi. Đúng rồi, anh muốn về nhà. Tăng. Ba sao rồi, ba sao. Tăng. Giết ảo. Ôi sói rồi. Sói mà, không nhớ à? Ra 15, cứ ra 15 mà ra sói. Đấy là cái dao quái mà cần phải nhớ nhất đấy. Một con sói to nó khỏe thế, bốn năm thằng đánh thoải mái cũng chết này. Sói to à. Nó đập cho mày sắp mặc lờ luôn. Thạch ma năng này thì làm mát này. Bài này tao không cần mấy cái đồ đấy. Còn đúng một con nữa là ăn được rồi. Mặt nạ uống máu khá mày thơm quá. Mình có thể hợp thành cái này và cái này mà lắp cho chôn con lốc thì bao ngon luôn này. Mình thấy hơi sai khi mình không giữ lại con đấy ạ. Bây giờ mình chỉ cần chôn qua lốc. To. Ui rồng này. Đéo hiểu giờ này ra rồng ạ. Sao giờ này nó lại ra rồng ở đây? Kẹt như thế này.
Ôi đi. Ờ, ăn lờ rồi. Ôi thì nó vẫn kịp thả con tia. Ui, sói mình không kịp hóa sói rồi. Quả này dễ toang lắm. Nhìn nó không kịp hóa sói, à không. Vẫn win. Tam bị đánh rồi. Tao mới giết được tạo rồi. Tiểu Tam bài kiểu gì này, bài không có tí sắp xếp gì này. Ờ cái con này phải vứt về sau, cái con ma gì này, con sát chân à sát ma nhân rơi xuống này. Con này vứt về, đừng vứt lên thẳng lên bên trên như thế, nó chết sớm nó không kịp khóa ulti. Con sát ma nhân rơi xuống này. Ok đi, cái điếu này này, bài xếp của gì này. Bài xếp ngu rồi. Sói level 2 rồi. À đâu, sói level 1 rồi, khơi mất. Hợp thành cái gì? Cái gì hợp thành? À cái này à? Oasis. Pum 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 pum. Trời ơi, mình rất cần có chôn Warlord tờ này. Phát nữa. Đéo ra. Nhất định đéo ra. Tăng 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 sói level 2 rồi, quất được rồi. Này thì mạnh này. Này thì ôi giời ơi thua rồi, đéo hiểu sao con thua à. Đánh cái con thấp máu đi thằng ngu. May quá, giết nó đỡ tốn nhiều máu. Mất có 4 máu thôi. Bài kiểu deck gì thế này? Toàn tướng đứng đợi là sao? Đây rồi, con này một sao rồi. Oxy, ra con này ạ. Ôi, fuck you. Toàn quá, trốn Warlord đâu? Tại sao? Cơ quan quan trọng đéo hơi hai bên xếp hàng dàn hàng ạ. Ui thằng cấp 8 rồi căng vậy. Mạnh không ra chung mua luôn. Hiệp lên cấp 8 rồi à? Giữ tiền đi, đừng lên cấp vội thế. Tài lên cấp trước, tôi không thể để mấy ông lên cấp trước được. Ông ít tiền quá, ông nhìn tiền thôi đi. Ông cái đoạn này ông phải giữ tôi tiền đi. Tiền bây giờ không quan trọng. Quan trọng đấy, kéo về sau. Bây giờ tiền không quan trọng gì, cũng không thể. Mỗi trận tôi được cộng thêm 5 vàng, easy. Bây giờ không quan trọng. Để tôi còn roll. Ui, đéo ra này. À đây rồi, cuồng chiến binh rồi. Ờ, bán tạm con gì đấy đi mới được. Bán tạm con này đi. Con cuồng chiến binh này rồi. Khả năng là từ từ ra ngoài chưa cho vào được. Để mình tính phải bỏ con gì ra. Rau này chưa cần thiết phải cho vào, quá quan trọng. Vì mình có 3 con này mình có thể bán bớt một con đi được rồi này. 4 Warriors không có tác dụng gì, bỏ bớt con Warriors ra cũng không sao này. Ok. Hai con này đánh không dây ra đồ à. Game nổi mẹ rồi. Ui sói ra nhiều nhở. Con này bây giờ bán thôi, không có tác dụng nữa rồi. Warriors bỏ bốt một con ra.
Vớt con này vào. Méo ra cơ, đi cho mẹ buồn quá. Ở từ từ vứt đồ nó, vứt đồ nó. Ôi, đéo, có vẻ đéo kịp. Úi dồi, úi dồi, úi trồn phì, úi trồn phì, úi trồn phì. Như một vị thần. Như một vị thần. Như một vị thần. Rồi bán hết con mạng đi rồi. Đéo hiểu. Tôi là toàn bán một. Từ từ á, mình phải xem xét lại cái bài mình có không? 1, 2, 3, 3 Warriors này. 4 Warriors này. 5 Warriors này. Mình cần con này không quan trọng lắm, mình cần cung ca hơn. Nếu một con nữa lên được 3 sao rồi mà nó không cho kìa. Ôi, trận này mình ra lắm ấy nhở. Trận này mình ra lắm. Trận này mình ra lắm gì nhở? Trận mình ra lắm sói chứ nhở? Ui, mua sói đi. Ra nhiều sói quá. Ô, triệu 80 trận thắng liên tiếp kìa. Cái đấy vậy. Ô, trận này mình ra sói liên tục luôn này. Mắc kiểu sói à. Tim sói mẹ này. Thằng Diều này cũng ra nhiều quá bây giờ. Ồ, sẽ hết chỗ mẹ rồi. Có khi lên cấp. À không, vứt ngoài ra ngon hơn chứ. Tăng 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 tăng. Ui, bài assassin này hơi căng đấy. Assassin, assassin này, assassin này, assassin này. Từ tiền này có mua lên cấp đi. Assassin này, assassin này. Trốn nó có cái phi ấy này, nó phi ghê vãi cả đái ạ. Oh shit, bài nhiều con đứng đợi quá. Không có chỗ mà mua thêm nữa. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Căng đấy nhở. Nào 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 nào. Mẹ lát cái dấu thi đây. Nhiều con 2 sao đứng đợi quá. Lá căng căng. Nhắn tin đi qua căng căng à. Ui bài ai này, à bài đạo này. Bài đạo có con 3 sao ghê vậy. Nhưng mà nhưng mà cái tầm mà tôi đã có chôn rồi thì tôi phi thì đừng hỏi. Tôi đã tầm mà tôi đã có cuồng chiến binh ở đây rồi, nó cuồng lắm. Bài kiểu deck gì thế đấy, cho tôi xin một con gì đấy tôi có lên cấp đi, giải phóng mắt vàng đi. Đeo gì toàn ra con này ạ, đeo đỡ được. Ui, tôi roll cả một đống rồi mà nó không ra gì này. Ui, đeo hiểu ạ, không ra xe, không ra sói, không ra bắt rider, không ra con lồn này. Đánh với con gì đây? Con kích tử hả? Con lộn. Quay đúng mơ nha nhỉ. Lao móc. À cái này ngon, cái này ngon. Cứ đồ đam mà ngon rồi. Loại mặt nạ uống máu á. Bao nhiêu đồ đam này cứ đập hết vào cho ấy thôi. Không phải nghĩ. Đập hết vào cho cuồng chiến binh phi. Đây rồi. Giải phóng một tí mặt bằng rồi. Từ từ vứt đồ cho con này ạ.
hút máu thêm đấy, hút máu nữa vào kia nâng cấp lên 3 sao luôn á, bột phục vậy. Từ từ nó mới ra, cứ từ từ. Đây, bài tôi mới gọi là vớ vẩn này. Đã hết mấy chục tiền rồi. Một con bá thiên giả nữa. Thôi con đây không mua nữa, vũ y tuyệt mạnh giờ không lên nữa. Này đủ rồi. Úi dồi phì, úi dồi phì, úi dồi ôi, nhìn con trôn nó phì này. Nhìn con này. Úi dồi ôi. Sát thương của lúc nào cũng cao nhất. Đấy là mới cấp 1 nhá, mình còn lên được nó cấp 2 thì bá bán nữa. Còn nào? Con trôn cuồng chiến sĩ này. Tiểu Tam sao rồi? Sống Sét. À má không chuẩn luôn. Bị cận vuông bao nhiêu kéo ra. Con nào phải lên cấp để chạy hàng. Con này khéo thua mất. Tam chơi kiểu hụt súc. Ồ đây rồi, con hàng bút lá mình đây rồi. Ôi sis, bây giờ chả lẽ bán bắt Rider lâu ra quá. Thôi, bắt không quan trọng. Cái con kia nó ra quá nhiều luôn đấy, là mình có khi phải đổi thôi. Đổi hướng, đổi hướng. Con này nó ra nhiều quá. Ôi, nhìn bài tôi vãi đái quá không ạ? Chúng mình khiến trích xin hình nhầm. Đúng quá, nó đọc ghê quá. Em sẵn mang thật kỳ điểm. Bài tôi ghê quá không ạ? Nó 59 điểm, 59 máu. Ui ôi, ngon. Biết thế mình theo con này ngay từ đầu thì bây giờ nó còn lên cấp mấy, nó lên 3 sao mấy ăn này. Thôi các ông chuẩn bị toàn. Nói lại đi. Bài tôi bây giờ nó cũng thuộc hàng là bất khả chiến bại sư rồi. Bây giờ mở chưa, mở 3 máy rồi vẫn chưa ra được tiên. Ôi shit, ra con này lên tỏi để nó dụ mình này. Nó dụ hàng mình này. Ôi shit. Ôi shit. Thôi đéo mua bán nữa. Ôi gặp tiểu Tam là sao? Thằng này gặp ai? Thằng này toang chưa? Thằng này mà toang là team mình chỉ còn 4 người bên mình đánh nhau đấy. Nhưng mà có vẻ nó chưa toang không ạ? Ông Đào yếu quá, đánh không giết nó. À lại giết nó rồi. Nó chết rồi. Đánh nó mạnh ngay, cố lên đánh nó của team của ông mạnh đi. Rồi thằng kia bây giờ còn 4 người mình thôi. 4 người tên mình thôi. Anh em tương tài. Tôi đánh bại có chiêu ông mạnh và qua được màn này. Anh em tương tài. Ông thắng tôi à? Ông ngon vậy. Ui thôi xong rồi, tôi cao ông hết bài rồi không ạ? Cuồng chiến binh tôi lên cấp 2 rồi. Cân cả thế giới nghe anh ơi. Con này giờ nó đã cân cả thế giới rồi. Anh trên kích tôi, à anh trên giả tôi. Bây giờ đang rồng nữa thì vui nhỉ. Cuồng chiến sĩ cấp 2 rồi thì nó cân cả thế giới. Bây giờ ra con rồng nữa thì bây giờ tôi cần có thêm con ấy nữa, con gì nhỉ? Con gì quên sớm mất tên rồi. Ui nhìn nó phi kìa. Úi giời. Ui nó phi kìa. Úi giời. Úi rồi. Ôi thật, ép mất còn nhiều máu kìa. Bây giờ tôi cần có con cun ca thôi, con ải tặc đó thôi là xong. Ôi rồi ôi. Úi rồi ôi. Có tanh hạng nặng rồi. Yên tâm về tuyến trên rồi. Yên tâm về mặt tuyến trên rồi. Ôi ăn lờ rồi. Toàn 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 toàn. Hy vọng không học không Hiệp rồi. Hiệp ơi đừng gặp tôi nhá. Không ơi. Tôi gặp cái con tê giác này nè. À con tê giác là quái mà, rau quái mà. Cứ rau 15, 20. À rau 10, rau 15, rau 20, rau 25, rau 30 là cứ cách năm rau ấy. Cách năm rau nó lại ra một đợt quái. Hiếu thắng mình được có thể lấy đồ. Mẹ rồi. Có tao phép bố không? Ha
Chỉ mẹ thích hồn giả mình cấp 1. Ô, cái này phế lắm, cái này phế lắm, không không dùng. Con kỵ sĩ ma của bật mình vào cho này thì nó rành. Con chôn của mình cũng 3-4 con cấp 1. Xong còn hai con kia còn nhau. Ôi. Cho em xin con ấy nào. Ôi sói này. Ba dòng của tao, ba con dòng của tao ơi. Hiệp này. Hiệp này. Cố lên. Úi rồi. Tiểu tam tao chém cái rụp ạ. Dòng cố lên. Tiểu tam tao chém cái rụp. Bây giờ thực sự là ông nhìn bài tôi mà học hỏi. Trời ơi, đâu? Cảm bài ông có cái vẹo gì? Đi. Có gì? À, rồng, có rồng thôi, có gì đâu. Ba rồng. Ừ, ba rồng. Cũng được. Nhưng mà nhưng mà bây giờ ông mới rồng 1 thì hơi khó đánh cho tôi. Tôi vậy thằng ông dẫn trước mà. Tôi phi tan nát, phần tan mát, tan mát. Con trô đấy đứng ở giữa rồi nó phi. Toàn cấp 1 đánh đéo được ai luôn. Sao toàn cấp 1 tới nay vẫn còn toàn cấp 1 ạ. Ôi, ăn lơ rồi, ăn lơ rồi. Anh em cấp 3 có gì à? Anh em cương tăng quá. Ui dồi, xong rồi. Câu mày. Lại một con tăng hạng nặng nữa ra mặt rồi. Anh em cương tăng à. Anh em đừng cương tăng. Tăng cơ hạng nặng rồi. Tiếng anh em tương tàn. Có sắp từ đầu game bây giờ tôi còn chưa có một con ấy nào ạ. Tôi còn chưa có một con hải tặc nào, tôi cần con hải tặc để làm full bộ 6 ấy nào, nếu ra. Thôi không chơi đâu. Đưa cho ai đây. Rôn như thế mà không ra con hải tặc nào. Đang tương tàn. Rồi. Thấy anh em tương tàn. Anh em tương tàn rồi. Giờ tôi bài tôi hủy diệt được không ạ? Quá hủy diệt rồi, trôn nó quá kinh này. Vùn nhiễu mà. Anh em quá tương tàn luôn. Ây chá. Bây giờ ông tính sao đây? Bài mình có thể trụ được rất lâu, có thể trụ được từ lâu 3-9 không ta? Ờ, tôi cần thêm một con ấy nữa mà nó không ra không ạ? Làm nào giờ? Rồi, thua rồi, cái này thua rồi. Tôi không muốn ông ra đâu. Ông ta thì thôi, tôi bảo là trận trước là tôi bị deep connect thôi, chứ trận này tôi top 1 chắc này. Chả có ai cản nổi tôi ở cái bài này. Chôn nó phi 3.800 máu một trận thế này. Bố đời quá. Ai, tôi cho con thượng tướng hải quân này. Thượng tướng hải quân bên tôi đéo thấy nó ra, đéo hiểu ạ. Tôi cần mỗi con đấy ở bài tôi, đúng chỉ cần mỗi con đấy. Sang đi tôi cho này. Mà nó đéo ra này. Rôn ở đây. Bài tôi chưa. Giờ nó mới chịu xuất hiện không ạ? Sang đi cho này. Toàn 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 toàn. Tôi không chơi đâu. Toàn 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 toàn. Ủa chết rồi. Con này chắc là đánh rồi. Đánh với con rồng rồi. Ừ. Rao 30 mà 35 mà. 35 mà lại ra rồng mà. Con này chắc chắn là chỉ đánh được. Nó bả không chừng cách nào. Đừng thua nó, thua là nát cái. Đéo nhiều. Nó vả là không chừng. Chắc chắn được rồi. Tôi không cần học, cả tiền đâu, cũng chả làm gì. Giờ nội gian liên tục hai con không ạ? Đéo hiểu luôn. Tàng quá, ơi. À, thì mà cũng hai xu à. Ăn luôn rồi. Thôi. Sao có? Rồi tôi 6 đủ 6 Warriors 4 chôn rồi. Bất khả chiến bại rồi.
sao tiểu tam ít tướng này? Vô đối rồi. Từ trận ơi. 6 quan rớt 4 chôn rồi. Tiểu tam có mấy rồi? Ui. Mạnh win rồi. Tôi win là chắc rồi. Chắc chắn win này. Ui giời, ui giời ơi. Một con pin này. Bảo ơi. Nhìn bài tôi đi. Để ông ấy win. Tôi không nhìn đâu. Bất khả chiến bại mẹ rồi. Số 3 nó ok nha nhỉ. Ừ, 50. Tôi còn 10 cấp 10 mà tôi không thêm vứt thêm con nữa vào nha. Đi bấm. Gặp Jack Edward. Đau. Ôi giời ơi. Không ra một con nào hợp. Ôi, anh em tương tàn rồi. Ôi giời ơi, con trồn nó phi kìa. Anh em tương tàn. Ông nào chết chưa? Ôi đảo đã chết ạ. Chết rồi đấy, hiệp sống nhai vậy. Còn chẳng qua là hiệp may hơn là không gặp tôi. Bây giờ ông nào gặp tôi đâu có chết. Tôi sẽ ứng từ bỏ cho chơi bây giờ. Con PD mắc cả. Bạn sẽ không thể thua nếu bạn AFK trước. Bây giờ không thể đánh sao, hai sao không ạ? Rồi có một cách này. 1 2 3 Ok. Biết à? Thì tôi có top 1 thôi, đéo hiểu. Thua chắc rồi. Thua chắc rồi nhưng mà ông đứng ông có được kèo. Ông ao ra ông có kèo không? What the fuck thì đã rời khỏi cuộc chơi. Vẫn được chứ sao không? Tôi được 10 kẹo rồi. Có nghỉ đây. Ừ, vậy nha. 6 kẹo. Còn gì để đánh đâu à? Trời ơi. 9 kẹo à? Đúng kiểu hủy diệt. Nó tiếp nào. Ủa đảo đâu? Đảo nghỉ rồi. Mở xem người ta. Huynh đệ tương tàn quá. Huynh đệ tương tàn quá. Hiểu hiểu.